người khó buồn lắm, khó có thể tâm trạng bị buồn lắm, khó lắm. Hoặc buồn thì tầm độ 5 phút, 10 phút xong lại thôi, xong lại cười hớ hớ ngay. Như là con người vô tư, cười suốt ngày luôn. Thì cái người tiêu cực gặp anh khá là cười luôn, tươi luôn. Đó là những thứ mình học được từ anh khá nhiều nhất. Còn về khả năng kinh doanh kiếm tiền thì của anh gió. Năng lượng tích cực là đi tù à? Cái năng lượng tích cực với cái đi tù nó hoàn toàn khác nhau. Mình hiểu suy nghĩ của bạn. Đây là bạn đang muốn lôi cái việc của, muốn đang lôi cái việc xấu của người khác lên, nhưng mình thì khác bạn ạ, mình khác bạn. Ví dụ nói như bạn thì mình sẽ hỗ trợ, mình sẽ luôn móc cái điểm tốt của người ta lên, chứ không mình không dí cái điểm xấu của người ta xuống. Tại bản thân chúng ta không được tốt, cũng chả tốt mấy đâu, chả tốt đẹp gì đâu. Cho nên là làm gì quan tâm cái xấu của người khác, mình chỉ quan tâm cái tốt của người ta thôi, để mình có thể bỏ qua những lỗi lầm của người khác. Như anh khá thì mình là người có năng lượng tích cực mạnh, thì bạn đã lôi chuyện đi tù ra, thì bạn đang lôi về điểm xấu. Thế nên là cái góc nhìn chúng ta khác nhau, cho nên đem ra cái suy nghĩ khác nhau, quyết định hành động khác nhau, cuối cùng kết quả khác nhau. Nếu mà bạn cứ dùng cái quan điểm xấu hay là cái điểm xấu của người khác lên đó, thì cuộc sống bạn sẽ rất là phức tạp, rất là khổ. Tại vì trong đầu bạn toàn như thế, trong đầu bạn toàn những thứ như thế. Thì nếu mà trong tâm lý học thì là tức là trong đầu bạn đang có cái đấy rồi, và bạn nhìn khác cũng như thế luôn, thì bạn cũng thế. Học về seller thôi, 53 tuổi. Chào Hải Phạm Luxury nha, chào tất cả mọi người. Hello mọi người. Duyên ơi, lấy cho anh cốc nước em ơi. Anh đang khản rất giọng rồi. Góc nhìn của Tuấn thực sự trưởng thành đấy. Đó là trải nghiệm của mình. Và mình bảo rồi, cái khoảnh cái vui sướng nhất của đời người ấy, nó không phải là trúng số, không phải là kiếm được nhiều tiền đâu, mà là ra ngoài gặp người khác dẫn mình lên nền tảng cao hơn, có người dẫn dắt, có người để mình tư vấn, có người để mình cố vấn,